bánh xe điều chỉnh độ cao thích hợp dùng cho các thiết bị thường xuyên được đặt tại một vị trí, ít khi di chuyển và bị hạn chế chiều cao như thiết bị máy móc trong nhà máy, phòng thí nghiệm, thiết bị y tế. Khi muốn giữ vị trí, bạn có thể hạ tấm chân bánh xe, đây là mức cao nhất. Bạn có thể thấy bánh xe đứng yên và giữ cho thiết bị không di chuyển. Khi bạn muốn di chuyển thiết bị, bạn có thể nâng tấm chân bánh xe lên bằng cách vặn bánh răng theo chiều ngược lại. Đây là mức tấm chân bánh xe thấp nhất. Ở mức này bạn có thể di chuyển được thiết bị của mình. Bingo Vina chuyên cung cấp các loại bánh xe, xe đẩy. Nếu bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé.